Tiêu chuẩn của tà chánh, chúng ta nên biết. Chánh pháp, bạn nhất định thành Phật, đây là chánh pháp. Không thể thành Phật, đó là tà pháp. Bạn học Phật rồi, vẫn phải tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo tu một chút phước là tà pháp, không phải chánh pháp. Các vị nên biết, tiêu chuẩn của chánh pháp nhất định là phải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Miễn cưỡng mà nói, A-la-hán được xem là chánh pháp. Thoát khỏi luân hồi rồi, nhưng mà họ vẫn không được xem là thuần chánh. Bởi vì họ vẫn còn chấp trước vi tế. Chánh pháp thuần chánh chân thật là pháp thân đại sĩ, đó là chánh pháp. Chúng ta ngày nay nói lời thành thật, đừng nói phá vô minh, kiến tư phiền não phục, còn phục không được, không có cái năng lực này. Nếu bạn không tin, tự mình ngồi xuống, ngồi khoảng 5 phút, thật bình tĩnh và quan sát. Ở trong tâm bạn có vọng tưởng hay không? Ở trong 5 phút không biết đã nghĩ bao nhiêu thứ rồi. Bạn mới biết, ở trong tâm vọng niệm lên xuống, không thể điều phục được. Hãy thử xem, niệm Phật hiệu xem, có đè xuống được hay không? Vẫn là không thể đè được. Cái này là biết không được. Có năng lực gì dứt sanh tử ra khỏi tam giới đây? Nói thật ra, ngoài niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh ra, không có con đường thứ hai nào khác. Đối với chúng ta, loại người này mà nói, chánh pháp chính là một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, đối với chúng ta mà nói, hết thảy đều là tà pháp. Vì sao vậy? Không thể thành tựu, không thể thấy Như Lai, chính là không thể thấy tánh. Thị tác dục quán nhất như, phi tận không tình thức bất khả. Bạn phải đem tình thức, tình là phiền não, thức là vọng tưởng phân biệt, phải đem nó đoạn cho thật sạch sẽ, bạn mới có thể thấy tánh. Đây là đem đạo lý nói ra rồi. Nhưng mà lại sợ chúng ta vẫn còn nghi hoặc. Vừa mới nói rồi, chúng ta học Phật không thể rời khỏi tượng Phật. Không những ở trong tự nhiên có tượng Phật trang nghiêm, mà gia đình cư sĩ học Phật chúng ta ở trong nhà cũng thờ cúng tượng Phật, sao có thể xa rời sắc tướng được? Như đây nói, Phật kinh trung, mỗi lệnh nhân quán Phật tướng hảo, tu tri thử thị phương tiện. Đây là đối với sơ cơ mà nói, người mới học Phật có lợi ích. Vì sao vậy? Ở trong cái nghiệp thức này, từ sớm đến tối đều là tham sân si mạng. Cái này làm tổn thương đối với mình quá lớn rồi. Đã có vọng niệm, có vọng tưởng, ta không nghĩ gì khác, chuyên nghĩ đến Phật, cái này tốt. Đem cái đối tượng vọng tưởng đổi lại một chút, đây là pháp phương tiện, biện pháp tạm thời. Vậy bạn nghĩ đến tượng Phật, vậy bạn nghĩ đến kinh Phật. Ở trong kinh Phật nói những ý nghĩa này, bạn chỉ nghĩ đến cái này. Nghĩ đến cái này thì tốt hơn quá nhiều so với nghĩ đến ngũ dục lục trần thế gian. Đây là bước đầu tu học. Nhưng mà cái công phu đó phải biết nâng cao lên, hoàn toàn không phải đến đó là dừng. Phải biết nâng cao lên nữa, đây là phương tiện. Cố lệnh xả nhiễm quán tịnh. Tướng Phật là thanh tịnh, tướng Bồ Tát là thanh tịnh. Nếu như bạn thường xuyên quán tưởng sẽ có lợi ích. Lợi ích nhỏ nhất, lợi ích nổi bật nhất là tướng chuyển theo tâm. Tướng mạo của bạn hằng ngày nghĩ tưởng đến Phật, nghĩ lâu rồi sẽ biến thành tướng Phật, sẽ biến thành tướng Bồ Tát. Cho nên bạn thờ cúng một bức tượng Phật Bồ Tát rất trang nghiêm, hàng ngày nghĩ tưởng, nghĩ tưởng 5 năm, 10 năm thì tướng mạo của bạn sẽ thay đổi, sẽ biến thành tướng Phật Bồ Tát. Thể chất sẽ thay đổi, sẽ trở nên rất khỏe mạnh, không có bệnh tật. Phật Bồ Tát cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên tu hành Phật Pháp vô cùng xem trọng đối với quán tưởng. Bạn xem, Tịnh Tông tu hành, thập lục quán kinh,
Sở dĩ thập lục quán kinh trung tối yếu giả vi thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật sổ hàng văn. Hai câu này là nguyên lý, là lý luận cơ bản tu hành ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta. Từ trong cái lý luận này, chúng ta liền sáng tỏ niệm Phật thành Phật. Chúng ta có được một cái đáp án như vậy: tâm này là Phật, cái tâm này chính là chân như bổn tánh, bản thể có tất cả dạng pháp. Cái tâm này cùng với Như Lai mà trên kinh chỗ này nói là cùng một ý nghĩa. Chân như bổn tánh là bản thể có tất cả dạng pháp. Phật chính là do cái tâm này biến hiện ra, Bồ Tát cũng là do cái tâm này hiện ra. Từ trong cái câu này, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Thị tâm tác Phật là chúng ta hiện nay làm. Chúng ta hàng ngày tưởng Phật, hàng ngày nhìn tượng Phật, chúng ta là làm Phật. Có thể thành Phật hay không vậy? Quyết định có thể thành Phật. Vì sao có thể thành Phật vậy? Tâm tánh của chúng ta vốn dĩ có thể hiện Phật. Từ hai câu này, chúng ta đem nó triển khai để xem. Tâm này là Bồ Tát, tâm này làm Bồ Tát. Bằng từ cái đạo lý này, khi suy rộng ra là như vậy. Bồ Tát là do chân như bổn tánh của chúng ta biến hiện ra. Chúng ta chỉ cần niệm Bồ Tát, tưởng Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát ngay. Đạo lý là ở chỗ này. Cùng một đạo lý như vậy, tâm này là người thì tâm này liền làm người, tâm này là quỷ thì tâm này liền làm quỷ, tâm này là địa ngục thì tâm này làm địa ngục. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều do tâm tạo nên. Hai câu này là đem toàn bộ lý luận đó ra cho chúng ta rồi. Chúng ta niệm Phật, cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là căn cứ vào cái đạo lý này. Và quả thật mà nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nương vào cái đạo lý này, quyết không có đi ngược lại cái đạo lý này. Tôi vừa rồi mới nói, tâm này là quỷ thì tâm này làm ngạ quỷ. Cho nên bạn từ cái tâm đó, cái tâm phía trước đó, cái tâm này làm Phật đó, cái tâm đó là một. Chúng ta phần trước nói một khác, cái tâm đó là một. Cái chân như bổn tánh là lý thể của vạn pháp. Bên dưới cái tâm này là thức tâm, chính là tâm phân biệt, là tâm vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vọng tâm. Phần trước cái tâm đó là chân tâm, chân tâm là bổn thể, năng hiện. Cái tâm phía sau này là năng biến, nó đem cảnh giới thay đổi rồi. Cho nên Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chính là cái tướng cảnh giới đó có thể thay đổi. Quỷ là gì vậy? Tâm tham là quỷ. Tham tài, tham danh, tham sắc, tham Phật Pháp cũng không được. Không thể nói tôi tham Phật Pháp thì làm Phật, không có cái chuyện này. Tham Phật Pháp vẫn là làm quỷ như thường. Vì sao vậy? Tâm tham là quỷ, làm quỷ. Hoàn toàn không có nói đối tượng của tham là nói tâm tham mà thôi. Cho nên pháp thế xuất thế gian không được phép tham. Nhớ kỹ, nếu tham thì chính là ta đang làm quỷ rồi. Tương lai sẽ biến thành cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ hiện thế nào vậy? Tâm này là quỷ, thế thì cõi ngạ quỷ hiện tiền. Địa ngục là gì? Sân hận, tật đố, không được phép có. Có sân hận, có tật đố, tâm này làm địa ngục, phiền phức lớn rồi. Nhất định phải biết cái đạo lý này. Cho nên mấy hàng văn này thật sự là đem nguyên lý của thập pháp giới y chánh trang nghiêm này nói rõ ràng ra rồi. Trích lục từ bài giảng kinh Kim Cang, tập 193.